Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Kim Dung sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong những phút sắp tới của chương trình với những nội dung cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến kiểm tra việc triển khai hạ tầng kỹ thuật một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra việc triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp Sạch, khu công nghiệp số 3, khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 và khu công nghiệp Yên Mỹ, 5 khu công nghiệp có tổng diện tích quy mô trên 966 ha, đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng diện tích gần 780 ha. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương sở ngành liên quan phối hợp chủ đầu tư các dự án khẩn trương quyết liệt để hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, tập trung tháo gỡ những khó khăn, kiến nghị của chủ đầu tư, tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu năm 2022 và đối thoại với doanh nghiệp năm. Năm 2022, tổng thu nội địa do ngành thuế quản lý trên địa bàn tỉnh được trên 47.000 tỷ đồng, đạt 296,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, bằng 306% so với cùng kỳ. Ghi nhận những đóng góp của người nộp thuế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen 24 tập thể, Tổng cục thuế tặng giấy khen 20 đơn vị. Cục thuế tỉnh tặng giấy khen 94 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách pháp luật thuế năm 2022. Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành, đường đô thị, địa phận tỉnh Hưng Yên thuộc dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đơn vị trúng thầu là công ty cổ phần Lysen có địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, giá trúng thầu là trên 1.253 tỷ đồng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng 1.035 ngày, dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành trên địa phận tỉnh Hưng Yên với mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng do ngân sách tỉnh thực hiện. Chiều dài tuyến mỗi bên khoảng 17,7 km, mặt cắt ngang mỗi bên 12 m, gồm 2 làn xe đảm bảo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị. Vận tốc thiết kế 80 km/h, trên tuyến có nút giao với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được tổ chức bằng cầu vượt. Có 5 cầu gồm cầu vượt sông Đồng Quê, sông Bắc Hương Hải trên hai nhánh và cầu trên đường nối hai đường song hành trái phải. Những năm gần đây, trên địa bàn xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, phong trào nhân dân tự nguyện đóng góp ngày công và hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn phát triển mạnh mẽ. Từ năm 2020 đến nay, xã Thanh Long đã giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng 7 tuyến đường có chiều dài trên 4 km với kinh phí hơn 42 tỷ đồng từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất. Chỉ trong 3 năm đã có trên 4.500 m2 đất ở công trình phụ trợ được nhân dân hiến để mở rộng đường. Sự cho đi phần riêng để nhìn lại lợi ích chung cho xã hội của người dân đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ đầu mùa dịch đến nay, thành phố Hưng Yên ghi nhận 79 ca mắc sốt xuất huyết, là một trong 4 huyện thành phố có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất tỉnh. Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên chỉ đạo các trạm y tế xã phường giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi và mắc sốt xuất huyết, tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động tham gia thu dọn vật dụng phế thải chứa nước đọng nơi bọ gậy, muỗi phát triển, đậy kín nắp các dụng cụ chứa nước sinh hoạt. Các chuyên gia y tế khuyến cáo cách phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả nhất vẫn là tiêu diệt tác nhân lây truyền bệnh là muỗi, loang quang. Tối ngày 27 tháng 10, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm tỉnh Hòa Bình đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất. Với diện tích mặt nước lớn, vùng lòng hồ sông Đà được đánh giá là một trong những nơi có tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh của tỉnh. Thủy sản đóng góp tỷ trọng khá cao trong tăng trưởng ngành nông nghiệp, trong đó chủ yếu là nghề nuôi cá lồng trên sông Đà. Lễ hội quy mô gần 200 gian hàng trưng bày các sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của 10 tỉnh thành phố vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Hàng nghìn người dân du khách đã tham quan các gian hàng và được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa trong ngày khai mạc. Chùa Đại Tuệ nằm trên đỉnh núi Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, cao 500 m với hồ nhân tạo, hệ thống câu đối thư pháp, những pho tượng hồng ngọc và gỗ tâu được công nhận kỷ lục Việt Nam. Theo đó, 4 kỷ lục được xác nhận
gồm ngôi chùa trên núi có hồ nhân tạo lớn nhất, ngôi chùa có hệ thống tượng hồng ngọc nhiều nhất, ngôi chùa có hệ thống tượng bằng gỗ dâu nguyên khối nhiều nhất và ngôi chùa có hệ thống câu đối bằng thư pháp thuần Việt nhiều nhất Việt Nam. Điều đặc biệt là toàn bộ hệ thống tượng pháp trên đại tháp chùa Thượng được làm bằng ngọc quý, tượng pháp trong đại điện cũng như tổ đường và nhà thờ Ngũ Đế được làm từ gỗ dâu nguyên khối. Bên cạnh đó, tất cả câu đối đại tự trên chùa Đại Tuệ được viết toàn bằng chữ thuần Việt. Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Quảng An chấm dứt hợp đồng đã ký kết, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư di chuyển 8 tấn cá koi ra khỏi hồ Đầm Đông. Liên quan đến việc một doanh nghiệp đã thả 8 tấn cá koi, khoảng 12.000 con xuống hồ Đầm Đông tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ vừa có yêu cầu phường Quảng An hủy bỏ hợp đồng đã ký kết và yêu cầu chủ đầu tư di chuyển 8 tấn cá koi ra khỏi hồ Đầm Đông để cho thuê trồng sen. Theo quy định, hồ Đầm Đông chỉ được phép trồng sen, không được thả cá, nên yêu cầu chủ đầu tư đánh chuyển đàn cá koi đi. Trước đó, hồ Đầm Đông đã thu hút nhiều sự quan tâm của người dân khi nơi đây được thả cá koi. Những ngày cuối tuần, lượng khách đến tham quan ở khu vực có đàn cá koi có thể lên đến hàng ngàn người. Liên quan đến vụ việc, cán bộ thuế ở huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện đòi ném ly nước vào mặt công an lúc bị lập biên bản, cơ quan chức năng đã có thông tin về việc xử lý. Sau khi có báo cáo về sự việc, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông HVS, sinh năm 1965, công tác tại đội thuế liên xã số 3, chi cục thuế khu vực Bến Cát. Thời gian tạm đình chỉ công tác từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 để thu thập thông tin từ phía công an và có hình thức xử lý. Khi hết thời gian tạm đình chỉ công tác, Cục Thuế Bình Dương tiến hành kỷ luật ông S bằng hình thức cảnh cáo cả về mặt đảng và trong công tác. Khoảng 5 giờ sáng nay, hai xe tải đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, bất ngờ va chạm, một xe bốc cháy dữ dội, hai người bị thương sau vụ tai nạn. Xe tải mang biển kiểm soát 17H01944 lưu thông theo hướng tỉnh Kon Tum đi thành phố Đà Nẵng, đến vị trí km 1328+200 trên đường Hồ Chí Minh thì va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 50H21219 lưu thông theo chiều ngược lại. Sau cú va chạm, xe tải mang biển số 17H01944 tự bốc cháy. Vụ tai nạn khiến hai xe tải hư hỏng, giao thông bị ùn tắc, hai người bị thương sau vụ tai nạn. Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông và tìm cách chữa cháy. Hơn 500 sư tử biển được phát hiện chết vì cúm gia cầm vào tháng 10 ở Brazil. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan cúm gia cầm. Những con sư tử biển chết được phát hiện ở miền nam Praia do Cassino thuộc thành phố Rio Grande của Brazil khi chính quyền xem xét xác động vật có vú được tìm thấy trên các bãi biển. Các quan chức đã phải dọn sạch xác của động vật chết ở biển và chôn chúng trên bãi biển để ngăn chặn sự lây lan. Các nhà chức trách yêu cầu người dân tránh xa những động vật bị chết hoặc bị bệnh để ngăn ngừa lây nhiễm. Ngày 27 tháng 10, Indonesia khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên sử dụng nhiên liệu có pha trộn dầu cọ, loại nhiên liệu được cho là ít gây hại với môi trường. Chuyến bay được thực hiện bằng máy bay Boeing 737-800NG được hãng hàng không Garuda Indonesia khai thác. Theo đại diện hãng bay, chuyến bay chở hơn 100 hành khách, khởi hành từ thủ đô Jakarta đến Surakarta, tổng chiều dài hành trình khoảng 550 km. Đây là một phần trong kế hoạch của Indonesia nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học, giảm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch. Ngành hàng không là một trong những ngành phát thải khí nhà kính lớn. Nhà chức trách hàng không nhiều nước đang tìm cách thay thế nhiên liệu hóa thạch đang sử dụng bằng các loại nhiên liệu thân thiện hơn với môi trường. Giới chức thành phố Abu Dhabi thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE mới đây đã sử dụng máy bay không người lái để gieo hạt giống. Đây là một trong những mô hình nhằm đẩy nhanh mục tiêu trồng 10 triệu cây ngập mặn vào năm 2030. Công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi hợp tác cùng với một công ty công nghệ môi trường có trụ sở tại UAE áp dụng công nghệ trồng bằng máy bay không người lái. Mô hình sẽ áp dụng để trồng khoảng 2,5 triệu cây ngập mặn. Việc áp dụng mô hình cũng mang lại lợi ích lớn cho người dân. Theo số liệu thống kê của chương trình môi trường Liên Hợp Quốc, rừng ngập mặn toàn cầu năm 2020 đã giảm 3,4% kể từ năm 1996, nhưng ổn định trong những năm gần đây. Tại UAE,
quốc gia vùng vịnh đã bắt đầu trồng các cây ngập mặn kể từ đầu những năm 1970 và hiện có 60 triệu cây trên diện tích 180 km2, hấp thụ khoảng 43.000 tấn CO2 mỗi năm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.